Thưa các bạn, cứ vào tháng 6, tháng 7 âm lịch hàng năm, khi mùa vụ lúa đã xong là lúc nước tràn về đầy đồng. Người dân nơi đây cùng nhau ra đồng bắt ốc bươu vàng. Mình mời các bạn cùng trải nghiệm bắt ốc bươu vàng cùng người dân nơi đây. Bắt hồi như ốc ở đó vậy đó, cỡ mình lựa kiếm ốc lớn lớn một chút. Bắt ốc lớn thì nó nhiều thịt, mình để khỏe. Lúc này trời nắng thì nó ít ốc hơn trời mưa. Ốc nó cũng theo nước lên, khi nước lên thì nó cũng lên nó chảy theo nước. Nước lớn thì nó ngập gò thì ốc nó đi lên gò. Đó. Rất có hại cho mùa màng, nhưng giờ đây nó là con vật xóa đói giảm nghèo đó mọi người. Ốc được bắt về lấy thịt bán cho thương lái vào tận nhà thu mua, còn gột làm thức ăn cho cá nuôi. Sau mỗi đêm, người dân nơi đây cũng kiếm được 100-200 ngàn để chi phí hàng ngày. Thế vì nó cũng rất có lợi. Thank you.
Đây là cảnh sơ chế lấy thịt ốc này các bạn.